Hôm nay cả nhà của tụi em mình cũng đi ăn. Đây là quán ẩm thực xứ dừa Duy Hùng anh chị ha. Đây là ở đường Đồng Văn Cống, khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, là ở ngoài đường quốc lộ, gọi là quốc lộ 60 đó anh chị. Khu vực ở đây thì rất là nhiều cái quán ăn. Đây thì rất là nhiều quán ăn anh chị. Nhưng mà bán ở đây thì cũng có quán bán được, quán không, chứ không phải quán nào làm ăn cũng được nha. Rồi có lúc thì quán ế thì thay tên đổi chủ đồ rất là nhiều. Duy Hùng. Rồi vô chụp hình đi. Để cho mấy chị em phụ nữ chụp hình. Thả Út xuống đi, cho Út xuống đi, Út xuống, Út chạy đi Út. Út xuống đi. Đây là cá tầm. Đây là tôm hùm. Cá tầm này Duy, biết cá tầm này không Duy? Dạ. Đâu tôm hùm đâu? Đâu đâu giờ con review coi cái con nào, con gì nữa, tới con gì nữa Duy? Con dưới con gì kìa, lại coi thứ cái. Đâu bước lại coi cái chỉ coi, nói con này con gì? Đâu chỉ vô, chú không có thấy. Rồi con gì nữa? Còn bên đây con cá gì? Tôm hùm. Rồi đây con cá gì? Cá chim. Còn con cá này biết cá gì không? Cá mú. Bông mú. Cá mú nè. Nè, còn con này con gì Út? Con gì Út? Tôm tích. Tôm tích. Rồi con gì nữa Út? Con này con gì? Con áo phương. Giỏi. Trời ơi, biết dữ vậy. Còn con này Út? Con này Út? Con gì Út? Đây thì quán như là cũng mới vừa mở việc nên là thấy khách rất là đông. Để khách trình nè. Tôm hùm. Ốc tôm thì rất là ngon. Tôm hùm cũng bơi luôn nè. Đây là cá chim. Cá mú nè. Đây là cá chim. Biết không? Cá lư nè. Biết không? Đây là Út biết không? Cũng đi cùng với gia đình của anh Đăng, chị Hạnh. Quán mới mở nên là ta làm lên thấy rất là đẹp vậy. Công viên cũng đẹp. Thấy khách đồ cũng đông. Đâu con nào có không? Vậy hả, con bắt nó ra được không? Nó đang đào tẩu, biết cái đào tẩu vô đâu không? Đâu không? Nó đi ra. Đào tẩu vô bụng mình á. Con này nó đi ra nè. Đâu Út? Con nào đi ra Út? Con này. Con đó đó hả? Nó đi ra, nó hồi nó đi ra đâu? Ra đâu, nó đi ra con. Nó đi ra hồi nó đi đâu nữa? Nó đi vô bụng mình á. Nhưng mà nó xuống một cầu á. Trời ơi, thôi. Anh đó bậy không à. Cái này là mỡ tôm tích này không? À. Mặt một con cỡ này nè. Vừa. Con gỡ này nè. Con này ở trong nè, đi coi nè. Mú á, mú này nhỏ. Dưới kia chứ mua ở dưới kia con bây giờ là chứ được trăm ngàn cái chiếc mía. Rẻ vậy? Tôm hùm này sao ốm như trời. Tôm hùm này ốm nhôm. Ốm hả? Ốm này trời. Cá trình đó hả? Ừ, nó bự vậy nè, không ngon. Nè, con cá tầm nè. Ừ, thì cái mua cái vậy chứ mấy nè. Cá tầm. Cái đó tôi mua ở đây nhiều chứ. Ở dưới 285. Cá tầm á ha. Ở dưới giữa cá nó rẻ không mà chậm. 285 là rẻ. Không, nó cá trình này đang nướng bạc ăn nè. Đâu, con nào đầu tẩu đâu? Con đó đầu tẩu phải không? Bơi đâu không biết, hồi chút xíu cho mày vô bụng luôn. Con thắt nó leo được lên á. Đi ngược rồi cái nó chín được á. Nhẹ mùa này nhỏ nhỏ không anh? Vô mùa ghẹ mới lớn. Con hồng cũng nhỏ tí rồi. Chụp hình đi, vô đây view đẹp không nè. Bạn làm gì không? YouTuber Bến Tre ngày nay. Xin chào. Của anh của chú Hùng hả?
bạn. Rồi, đi tới theo bà Tư kìa. Rồi, mình đi vô mấy chị ơi. View đẹp không á? Thôi nữa. View đẹp, view ảo không á? Đây, thôi đi vô. Ở Bến Tre thì các quán mà mới mở anh chị thì cái lượng khách rất là đông. Mà quan trọng là cái thời gian sau mình làm được hay không, là thời gian sau. Khi lúc đầu thì nó hơi hiếu kỳ tí xíu. Đầu có khách, thời gian sau lúc đầu sẽ chạy. Hello. Đã ha. Nhậu rồi đã ha. Đại sảnh, đây là khu vực đại sảnh ẩm thực xứ dừa. Đây chắc rộng. Khu này là bàn đẹp không nè. Bàn ghế đẹp quá trời ha. Dạ. Trang trí đẹp hết bác Tư. Dạ. Dạ. À, trang trí cái bàn rất là đẹp. Bàn ghế đẹp ghê ha. Bàn này chắc là bàn xoay. Này trên ở cái này ở trên mới xoay. Rộng rãi rất là đẹp vậy ha. Ghế này ngồi cũng sang nha. Ở đây có thể là mình tổ chức tiệc sinh nhật cũng được. Út đi đâu hả? Út đi chơi gì? Rộng anh ha, lớn anh ha. Thấy thiết kế bên trong đẹp nè. Ghế ngồi, ghế cái ghế nè, ngồi thấy cũng đẹp đó nè. Ở Bến Tre thì các quán ăn mà mới đầu thì người ta sẽ đến thử, rồi các phục vụ, rồi đồ ăn đồ ngon miệng thì thời gian mình sẽ đông khách. Chung thôi là rất là khó làm ăn chị, bây giờ cạnh tranh rất là nhiều. Bàn này là bàn VIP nè. Thực đơn phong phú gì hay? Đâu vậy thực đơn? Ok. Ẩm thực xứ dừa hấp dẫn ha, nghe thấy cái tên hấp dẫn liền ha. Và nước uống ha cũng nhiều ha. Nhìn nước uống. Uống mà bia. Coi đồ ăn nè. Gỏi xứ dừa. Đồ ăn. Thấy tôm cua rồi thấy cũng nhiều quá. Mình thấy cũng phong phú ha. Món các món độc lạ nè. Đồ câu, đồ câu hấp trái dừa. Heo rừng. Chuột. Chuột. Chuột chưa à? Cái gì nữa? Có gì độc lạ đâu? Cá chuỗi ngọc là cái gì? Cá chuỗi ngọc. Cá chuỗi ngọc. Không biết luôn. Bánh tủ. Này là gì? Dúi. Dúi nấu artiso. Nhưng mà theo thời giá tại con này nó mắc. Con nó mắc tiền. Mà tù nấu lá me thấy cũng hấp dẫn à. À, nhưng mà cái này cũng theo thời giá luôn. Tại vì hải sản thì nó khi cái giá nó phải từ từ mình ăn thì mình mới hỏi được. Cũng nhiều đồ ăn ha. Lẩu. Mày uống mấy cái tiêu. Lẩu. Nhiều rồi. Đồ ăn chứ. Rang, nhím, sóc, dồn. Trồng hương. Mấy này là toàn là cũng có. Toàn là mồi bán không. Cũng được ha. Cũng nhiều đồ ăn ha. Em
này là thiếu nhi, bàn của thiếu nhi. Không, em người lớn nha. À, cậu Cường người lớn. Cậu Cường không nói, anh nói là bàn này đa số là thiếu nhi. Nè, có Đạt nữa nè, Đạt xin chào ấy Đạt. Còn đây là Di nè. À. Phát kìa. Rồi Út chào đi Út, chào chú đi Út. Chào Bảo nè. À. Út chào Diễm Trần luôn á. À. Nhanh nhẹn. Đồ ăn cũng lẹ. Đói rồi. Rồi đó con ai nhớ la bút đi nha. À. Rồi. Ngày cơm. Này là chắc cơm cá mặn quá. Cơm cá mặn. Rồi em coi múc cơm cho mấy nhỏ ăn đi đây nè. Con biết dùng đũa không? Ăn bún mà. Bún sao mà ăn? Bàn này là được ưu tiên ăn trước bằng VIP. Em để múc cái em để vô cái trên đó, để đó cái em quay. Quay hồi cái bạn nào ăn thì lấy ăn. Quay được nhiều món. Hồi ăn món khác đi con. Gỏi đậu rồng. Gỏi đậu rồng hải sản. Cũng hấp dẫn ha, tôm ha, mực ha. Mực. Tôm với mực. Hải sản. Ăn thứ chút vậy nó ngon mất tư. Ở bên chị hai sao tốt cho lẩm quệt không có gì ta. cái bàn này biết sao không? Cái bàn này con ghẻ, bàn này con ghẻ. Dạ khu vực đó miền Trung. À,
ở bên kia Hà Nội dưới đây thành phố Hồ Chí Minh thì mình đâu bạn nó con ghẻ. Không, đây là đủ món hết á, có menu là đủ món này à. Thì bởi vì em cũng con ghẻ luôn. Không có, để hai cái món này thì mình trang trí tương đối đẹp nha. Mình để vào trong một cái bánh đa cũng đậu rồng, có hải sản. Em có miếng ớt, em lại không lấy miếng ớt ra kìa. Thì khi gấp mấy đứa nhỏ nó ăn ớt á. Cái này có gì? Ớt bỏ vào chị hai thích ớt. Cái món này ăn xong á mình bẻ thêm tí cái bánh lên hả? Đúng không? Đúng cậu Cường. Món này ăn phải ăn kèm với bánh đa hả? Kèm bánh đa đó. Con ăn cái này không? Đạt ăn đi con, ăn tôm đi, mực đi Đạt. Dạ. Ăn mực kìa. Không có ăn tôm. Ăn mực đi, ăn mực đi. Ăn ớt không con? Ăn ớt đi Đạt. Đó là mình ăn kèm với cái bánh đa á. Hết mực rồi. Để bẻ cái bánh đa nha. Có thể là quán hơi đông nên đồ ăn hơi chậm tí xíu. Bánh đa mình ăn kèm. Nhưng mà cái bánh nó tròn như cái đĩa hay ha. Móc tay nha. Ngon hả chị? Ngon. Không có, mình đi ăn là phải nói ngon mới được. Dạ. Quay đăng lên clip thì lên YouTube chắc quán này đặc. Ngon. Thôi nhưng mà mình là tới đâu là thấy đông như hôm qua không? Hôm qua đi ăn bò không? Vô tới cái quán đầu nghẹt liền. Hôm qua thấy có anh không CT du lịch xe. Thì đúng rồi. Ừ. Thấy anh thấy nó ngồi ngoài á. Ngồi ngoài lúc mới vô sau. Cho Út nguyên con luôn. Út ăn luôn đi con. Cho bên Phục đi tắm. Rồi thông bạch tuộc chấm cục chấm xì tin. Bạch tuộc chấm xì tin. Đây cái bàn này là quay một vòng là hết trơn. Ủa? Cái này mấy dĩa cưng? Cái này là dĩa. Nè. Dạ. Bên đây tụi nó nhiệt tình lắm chị. Món mới, chúc mừng món mới. À, cá bóng mú hấp. Cá bóng mú hấp. Hấp dẫn Hà Long ha. Hấp Hồng Kông. Hấp Hồng Kông hả? Bữa hôm đi biển cá 2 ký mấy là nhỏ nhất. Rồi mình vẽ đi Long, dùng đi Long. Vẽ chị hai đi. Chưa nóng hả? Để hàng xung quanh cho nó chín đi. Cho nó hấp dẫn ha. Đó, vẽ cái thịt vô này nè. Đúng rồi đó. Hấp dẫn ha, tiếc ha. Quay qua xíu nha. Dài ha, cẩn thận nha. Nhưng mà cái để chưa sôi mà không? Sôi anh. Làm nó chín ở dưới xong rồi con. Sôi một phút rồi. Đây là lên trên này là giữ làm xong. Đây là chín cá thì như vậy. Cá bún muối hấp Hồng Kông. Lông con này nó ngậm gì đó đỏ lắm. Ngậm ngọc ha. Ngậm ngọc ha. Ngọc cà chua. Nhưng mà chủ yếu thì mình ăn những con cá này thì nó tươi, nó ngon là ngon. Còn cá này là mình ăn phải là cá sống. Em được cái bụng đi nha. Quay qua luôn ha tí ha. Tới luôn ha. Tới luôn. Đó. À.
được chưa? Đừng quay nữa để mình có thời gian không con. Có lý không anh? Được ha. Không nhưng mà cá là mình hấp là nó sẽ ngọt. Cá hấp là ngọt. Cá hấp là ngon. Muska. Trắng hay thịt nó ngon quá ha. Cá hấp là nhất. Đúng rồi đó. Rồi em lấy cái muỗng em chặn lại đúng rồi. Cá này là còn ngon em ha, cá này tươi ha. Cá này như cá muống này, cá sống không à. Cá chín không à, cá như vậy là mình làm nó còn tươi, nó còn sống. Em cứ xuống lòng bia lên nó mập nha. Không mặt nha. Xuống lòng bia lên lon nước ngọt cà cho cậu Cường. Cậu Cường làm hai lon rồi. Một lon. Nhưng mà đô cậu Cường tới 5 lon lận. Nhưng mà 5 lon nước ngọt. Em dễ chắc nó bấy ngày trăm. Đó đã được rồi đó, được. Được cái chén cậu Cường quá. Nè, nó nóng rồi đã. Cho nó nóng rồi đã. Cho nó nóng rồi đã. Đây là món bò đốt trái dừa. Ở trong đây là mình sẽ có thịt bò ha. À, rồi đó là cồn ha. Cồn hả? Dạ cồn anh. À. Nè anh cho mượn cái hộp quẹt của anh nè. À, em xé lại cái giấy nhỏ đó. Hồi nãy mới đầu nghe tưởng nó là bò đốt lá dừa hết hồn, đem lá dừa này đốt hơi mệt à. Em lấy chiếc đũa em chọt xuống. Ồ, thôi được không? Quá có cái đũa hở nhiều rồi. Cháy rồi. Cháy rồi em ơi. Cháy rồi. Cháy rồi. À, ở dưới là cồn ha. Xong rồi mình để thịt bò vô trái dừa bắt đầu chấm nước gì em? Đốt lên cho nó nóng. Chấm nước gì? Muối tiêu chanh ha. Cái món này lạ này nha. Món này nào giờ chưa thấy nha Long. Chưa thấy à. Để nó chụp lại hết cho em. Em tỉnh không có. Trong đây là anh gì? Trong đây cậu Cường. Hả? Thích coi thứ coi. Thịt heo hả? Người ta thịt bò cậu Cường ơi. À vẫn còn cái dừa ha. Có cái luôn á. À có cái dừa. Cho dừa đốt vậy nó đâu có lên đâu. Chút xíu cái nó giữ nóng. Không, để ngọt nó ra tắt rồi. Heo à. Không tin chị dở luôn nó tắt rồi. Gì nó tắt rồi. Dính rồi. Vậy là bưng cái dừa lên luôn. Để lên là ngọt tắt liền. Bây giờ mới trái nè ha. Đó, vậy mới trái nè. Nó không quẹt cái gì nó nốt. Em giật cái quạt bớt đi. Không thấy có con gà hả anh? Anh thấy có con gà thôi. Gà hả? Gà bệnh cần. Hả? Ok, được rồi. Hôm nay ăn hoành tráng quá trời luôn. Trong thời gian chờ đợi cái dừa thì mình sang gà hấp mắm nhỉ. Có ai mà dám nói chuyện nha anh chị. Nói đàng hoàng nói nhưng mình để sẵn đàng hoàng nói. Nói hai vụ rất là chật rất rực. Mấy người nước ngoài nên biết đồng gì vậy đó. Nó bái. Cậu con gà này xé ra thấy nhiều ghê ha. Hấp mắm nhỉ. Để lòng mà. Xin ok vậy. Bây giờ cái trái dừa này thì bây giờ mình chờ khi nào mà nó tàn cái cồn luôn mới ăn được.
Chồng thấy xong lấy luôn khỏi chưa. Có nhà gái. Chị bình nhà trai là về rồi ra chị hẹn. Nó ngon. Dạ ngon hả? Xin thưa thật quý vị, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi không có xin chị Tiết Tiết với chị Nguyệt ăn gà nè. Mừng quá. Cho nên phải bắt gà luôn. Biết chị nhóc cho. Thôi 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 thôi. Khỏe đi ăn được không? Cái này hấp hấp mình cái này giống là giống như là mình nướng ha. Cái nào? Hấp thôi, hấp thôi. Cái chuyện của Quỳnh Trạng kia đó. Mở đi. Đàn ba cái này. Nói giờ tí đi, đám cưới để mình vô trả giá cho tí nè. Có thể còn quá thôi bây giờ. Con mình sẽ dễ. Ủa thịt gà con ăn thêm đi con, ăn thêm gà đi đã. Ăn gà nữa không? Đưa con đưa chén con qua. Duy là nhiệt tình nè. Có gì ha? Đổ lên mình em bị gầy nè. Mời mẹ con ăn dĩa này đi không? Bị gầy.